thế nào. Đầu tiên đấy, anh em phải biết test cầu anh em ạ. Đó, và khi mà anh em test một vài cầu, nó biết được cái dãy cầu được đấy, nó chuyên về bên đỏ hay bên đen thì anh em bắt đầu là tăng vốn anh em nhé. Và dành cho những bạn nào mà mới chưa hiểu biết về cái trò lật bài hoặc chưa xem video của mình lần nào, thì mình khuyên là anh em chơi lật bài này thì anh em hãy chọn bên đen và bên đỏ. Anh em có thể nhìn thấy tỷ lệ 1.96 ở đây không anh em? Đó, thì cách đó thì sẽ chơi sẽ ok hơn anh em nhé. Rồi, và bây giờ mình cũng thấy là hiện tại là cầu bên đen về khá nhiều anh em ạ. Thế nên là mình sẽ test thêm một lần nữa. Rồi ok, sau khi test xong dãy cầu này thì anh em thì lúc đó mình tăng vốn anh em nhé. Và hôm nay ổn áp thì mình sẽ chốt lời cho anh em lấy khoảng tầm là 4M anh em ạ. Nếu mà ổn thì là 4M, còn không thì là 3M hoặc là 2M5 anh em nhé. Còn tùy trường hợp, nếu mà mình mà cứ một ăn một thua thì mình sẽ chốt lời ít thôi anh em ạ. Rồi, trường hợp này có lần đầu tiên là 8 này, nó ra 3 bích này. Rồi ok, không sai anh em ạ, vẫn cứ tiếp tục thôi anh em ơi. Còn khi mà trường hợp như thế thì anh em là lên giữ nguyên ở bên đỏ anh em ạ. Nếu anh em chọn bên đỏ, giữ nguyên bên đỏ, hoặc anh em chọn bên đen thì anh em hãy giữ nguyên bên đen. Và những bạn nào mà chưa biết chơi thì mình khuyên là anh em lên chọn một lần thắng luôn nhé. Còn cái tâm lý các bạn nào chơi ổn định rồi, anh em có thể là chọn nhiều lần. Như thế này thì mình sẽ chọn thêm một lần nữa anh em ơi. Đó, lần này nó ra bên đỏ thì đành phải chịu anh em ạ. Vẫn tiếp tục với bên đỏ thôi. Ok anh em. Rồi ok. Thì khi mà anh em chơi theo cái cách của mình, anh em hãy nhớ là phải test cái dãy cầu anh em nhé. Biết cái dãy cầu nó về bên nào nhiều thì bắt đầu là anh em sẽ đảo ngược lại, chọn ngược lại và tăng vốn lên anh em ạ. Thì lúc đó tỷ lệ của anh em chiến thắng là sẽ rất cao. Đó, như mình này, mình thua mấy tay thì mình kéo lại một tay này. Và tay này thì chắc chắn là mình sẽ gấp thép lên một lần nữa. Tại sao mình gấp thép thì bây giờ mình sẽ giải thích cho anh em này. Khi mà mình chơi con game bài đổi thưởng cao nguyên ấy thì mình xác định rõ là mình sẽ không chơi nhiều, và mình chơi khoảng tầm là 1-2 tay thắng là mình đủ tốt lời, target là mình dừng thôi anh em ơi, chứ không mình không đến cố làm gì nữa anh em nhá. Thế nên là anh em mình hãy chọn ra cái lối chơi ổn định nhất để mà áp dụng nhá, chứ đừng lên chơi nhiều trừ tiền phế đi, rồi chơi nhiều nó sẽ bị say, anh em sẽ dễ bị dính bị thua anh em nhá. Thì mình nghĩ tay này khả năng là bên đen này thì mình sẽ sang bên đen anh em nhá. Rồi ok, lên 2.154.000 rồi, ok. Những cái bạn nào mà chưa hiểu về cách chơi thì có thể là xem clip này để học anh em nhé. Làm phát 2.154.000, quá tuyệt vời, số tiền của mình đã lên khoảng tầm là 3.290.000. Thì sau đó thì mình vẫn tiếp tục một lần nữa ở bên đỏ anh em ạ. Vì lần nãy vừa nãy thì mình test dãy cầu, mình nhìn dãy qua là lật thêm một con nó toan ra ở bên đen. Đó, và bây giờ để mà muốn thắng hơn và muốn thắng nhanh thì mình nên làm gì ở tay này. Đó, nếu mà nhận thì mình nhận được khoảng tầm là 597k, mình cộng vào đó là thì nó rơi khoảng tầm là hơn 3 triệu anh em ạ. Thế để mà nói mình đặt chỉ tiêu KPI là muốn kiếm tầm 4 triệu thì bây giờ là mình làm một tay này nữa, ok thì là mình sẽ có 4M, còn không thì mình sẽ mất. Nhưng mà tay này chắc chắn rồi, mình sẽ đảo ngược lại anh em nhé. Như vừa nãy thì mình có nhìn thấy là cái tay vừa nãy lại nó sẽ là hai con đỏ và một con đen. Đó, anh em xem lại clip anh em sẽ biết. Thì tay này mình sẽ đảo ngược lại anh em ạ. Đó, và mình sẽ chọn ra ba con đỏ anh em nhá. Rồi ok. Nào, 3, 2, 1, lên. Trời ơi, nó vẫn mệt về hai đỏ một đen anh em ạ. Vẫn chấp nhận thôi anh em ơi, lên tiếp nè. Tay này thì chắc chắn vẫn cứ bên đỏ thôi. Ba đỏ đi. Ui dồi ôi, 2 đỏ một đen bệt liên tục anh em ạ. Thôi, tay sang bên đen. Không được anh em ạ, gãy qua. Lại bắt đầu trường hợp bị gãy như này. Lại về, test về. Đấy, test để biết đã. Chơi vội vàng anh em ạ. Anh em chơi cái này cách này là không được vội vàng anh em nhé. Khi trường hợp mà mình thua 1-2 nào, tầm 2-3 lần là mình phải đảo ngược ngay. Ngược ngay. Rồi ok. Những cái cầu bé này tự tin đi lật thế mà nó ra liên tục anh em ạ. Rồi ok. Về đen liên tục này, về đen liên tục này. Lên nào, đỏ này. Ừ, tay này thì tăng vốn lên đen đi. Làm phát là tầm là 1M đi anh em ơi. Thế nào, tuyệt vời, lên 1.900.000 nè. Phát lại bên đen đi. Rồi ok, quá tuyệt vời luôn, quyết định quá đúng đắn luôn anh em ạ. Làm ngay 4.059.000, tỉnh của chóp luôn anh em ơi. Rồi, và khi mà mình đặt chỉ tiêu thì mình sẽ dừng anh em nhé. Hôm nay là quá chỉ tiêu 5.446.000 rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ ra mình rút tiền. Và cái quan trọng nhất là khi anh em chơi con game bài đổi thưởng là không được lên ham anh em ạ. Đôi lúc nhé, tôi nói anh em đôi lúc nhé. Nếu các bạn chơi mà các bạn cứ một thắng một thua, hoặc là hai thắng một thua rồi là một thắng hai thua đấy, anh em phải hiểu khi là anh em lựa chọn chơi cái gì cũng thế, mình phải thắng liên tiếp khoảng tầm 3 lần thì anh em lựa chọn đúng không, chứ không thể là cứ một thắng một thua được đấy. Giả dụ bây giờ này, một thắng này, hai thắng này, ok,
đấy lựa chọn. Còn chứ đừng lựa chọn cái cách thức là cứ một thắng một thua. Đó anh em nhé. Thì trường hợp đấy anh em cứ được một lần thì lại bị mất một lần, thì trường hợp đấy nhanh nó nhảy xuống vốn cực kỳ luôn anh em nhé. Đó, ok. Rồi hôm nay nhẹ nhàng tình cảm, mình chốt lời cho anh em 5.445.000. Và bây giờ mình sẽ ra mình rút tiền anh em nhé. Cố gắng khi mà anh em chơi thì 2.445.000. Khi mà anh em chơi ấy, thì anh em sẽ đặt cho mình cái target của mình là muốn kiếm bao nhiêu, nó quá sức với anh em mình không. Đó, nếu mà anh em chơi cái trò con game Kawin này, lật bài này, giả dụ anh em mang vào 1M này, anh em chỉ kiếm khoảng tầm 500k thì thôi, anh em đặt hãy đặt chỉ tiêu kiếm 500k, đừng đặt 1M làm gì, quá sức quá miệng làm gì để mà trường hợp nó bị gãy anh em ạ. Đó, và trường hợp đa số anh em toàn đặt cái chỉ tiêu là muốn kéo lên nhiều. Các bạn mang vàng tầm 500k, các bạn muốn kéo lên 4-5M thì thực sự đấy là một cái điều gì đó rất khó. Đó, cái tỷ lệ gãy của anh em rất khá cao. Ví dụ anh em có thể là đòi x2 được, ok, welcome anh em ạ. Còn trường hợp mà anh em đòi nhiều hơn thì cái tỷ lệ gãy của anh em sẽ nhiều hơn. Anh em nên chú ý cho mình cái vấn đề này anh em nhé. Hôm nay nhà tình cảm mình đã chốt lời cho anh em 3M. Bây giờ, à không, mình đã chốt lời cho anh em một tầm 5 triệu hơn. Đó, bây giờ mình rút tiền ra mình còn để 3M. Sau mình chơi tiếp anh em nhé. Và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Và có câu hỏi là anh em có thể để lại bên dưới. Đăng ký kênh, like, share video để đón chờ những video mới nhất từ mình. Mình chuyên gia hướng dẫn cho anh em cách để làm sao có những cái mẹo hay để chơi con game bài đổi thưởng Kawin. Giả dụ anh em yêu cầu muốn chưa biết cái trò gì, anh em có thể để lại bên dưới phần bình luận thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách trò đó. Nếu em giả dụ trường hợp mình không biết thì những anh em xem kênh YouTube của mình thì họ cách hay hơn, họ có thể trả lời anh em ấy, để anh em tránh em thua tha anh em nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye anh em.